Rồi, xin tâm thiện em nhé. Đấy, thì hôm nay lại trở lại với cái phiên bản Market June nhé. Đấy, thì sản phẩm hôm nay em giới thiệu đến là một combo gồm cả pin và máy nhé. Thì cái mẫu này thì một anh em ở Long An đặt cho em để mình đánh chuyên nghiệp nhé. Thì ở đây thì anh này sử dụng vào mục đích là anh đánh để đi câu với số lượng lớn, cũng như là đặt trúng với cái số lượng là hàng trăm trúng nhé. Đấy, thì ở mùa này thì đất khá là khô nên cái số lượng giun là nó đào rất chi là khó luôn. Đấy, thì anh quyết định là đặt cái bộ này. Thì đây là cái mẫu máy 750 nhá, và cái mẫu pin là pin 30. Đấy, thì bên em đang có cái giá là tổng cái bộ này là 2.950.000 nhá. Đấy, thì em báo giá cho em luôn. Thì mẫu này thì em có thể định xuyên ngay nhé, tầm khoảng 12 tiếng đổ lại nhé. Đấy, thì định liên tục. Còn bình thường thì anh em định thì nó phải rơi tầm 2 đến 3 hôm mà sạc lại nhé. Đấy, thì khi gửi về thì em sẽ gửi đủ cả sạc và máy cho em luôn nhé. Đấy, thì cái mẫu này là nói chung là cực kỳ là ok rồi. Hộp thì bên em đều ra cũng là hộp gỗ nhá, cực kỳ đi cao trọng thẩm cho em. Đấy, thì cái hàng này là hàng độc quyền bên em nhá. Ở cái mẫu như thế này thì lát nữa em sẽ test sơ cho anh em xem nhé. Thì hiện giờ là cũng khá là tối rồi, thì em chuẩn bị dọn nghỉ và sẽ có một clip test ở phía sau nhé, anh em chú ý xem nhé. Đấy, thì nói chung cái mẫu này thì nói chung anh em chỉ có lấy một máy cũng được nhé, hoặc là một pin cũng được nhé, em sẽ bán rơi nhé. Còn không nhất thiết anh em, nếu anh em nào có pin rồi á thì để định về số lượng ít thì anh em có thể lấy cái mẫu máy này. Ngoài ra bên em có cái mẫu 550 nữa nhé, thì đây là cái mẫu 750 thì cũng là ok luôn. Đấy, anh em dùng cái mẫu này để anh em định chuyên nghiệp, định dùng sẽ vẫn được nhé. Đấy, sẽ qua mẫu máy là như vậy, em có thể tham khảo. Và đấy, thì máy nó kêu và hoạt động ok nhé. Bây giờ thì em sẽ tiến hành test, cắm máy test trực tiếp video cho em xem nhé. Đấy, thì em test sơ qua như vậy nhé. Trời đang mưa nên là cũng test nhiều lắm. Thì em nào có nhu cầu thì cứ kết bạn Zalo với số điện thoại màn hình nhé, hoặc là alo đến số điện thoại đây em gọi lại và tư vấn cho anh em nhé. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại nhé. Anh em nào thấy kênh hữu ích hoặc có lời cho anh em thì anh em đăng ký kênh nhé, để mà theo dõi các clip mới nhất của em.